Một căn nhà cấp 4 có sổ hồng riêng, xe hơi đậu trong nhà luôn, ngang 4m6, dài 27 hướng nam, sổ riêng, xe hơi đậu trong sân nhà luôn, cách chợ Bình Chánh 5 cây số. Một căn nhà cấp 4, 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, xe hơi đậu trong nhà, trong sân được luôn. Nhà mái thái rất là đẹp luôn nha. 4m6, sâu 27, có sổ hồng riêng hướng chính nam, 2 phòng ngủ, chỉ hơn 1 tỷ là có nhà rồi. Căn nhà này rất là đẹp nha, đây là phòng khách này. Căn này ngang 46, sâu 27, sổ hồng riêng, sang tên công chứng trong ngày luôn, mới xây dựng có 2 căn. Quý vị nào quan tâm liên hệ và nhớ xem hết video để thấy được căn nhà này. Căn này là ngang 46, sâu 27, cách chợ Bình Chánh là 5 cây số nha. Căn này là có 2 phòng ngủ, đây là phòng ngủ đầu tiên. Mỗi phòng ngủ này rộng khoảng 12 mét vuông, chiều ngang của căn nhà là 46, chiều sâu vô là 27 mét nha, hướng chính nam nha, và có sổ hồng riêng có sẵn, công chứng trong ngày luôn. Căn này thì cách chợ Bình Chánh 5 cây số, xung quanh thì có đầy đủ các tiện ích. Đây là phòng ngủ thứ hai. Anh chị nào mà không thích nhà lầu thì xem một căn nhà cấp 4 này rất là tuyệt vời. Căn nhà gồm có 2 phòng ngủ, khu vực bếp và nhà vệ sinh được đặt ra phía sau có sân vườn nữa nha. Đây là khu vực bếp rất là rộng rãi, trang bị đầy đủ cho chúng ta rồi. Ngang 46, sâu vô 27, kênh Sài Gòn House xây dựng bán trực tiếp. Giá đầy đủ của căn này là 1 tỷ 450, 1 tỷ 450 nha. Quan tâm thì liên hệ ngay với số điện thoại trên màn hình và nhớ đăng ký kênh để follow những căn nhà sắp tới giúp Huy nha. Ngang 4m6, sâu vô 27m và hướng nam, có 2 phòng ngủ, nhà cấp 4, rất dài rất rộng, cách chợ Bình Chánh 5 cây số. Giá đầy đủ của căn này là 1 tỷ 450, 1 tỷ 450. Hãy đăng ký kênh để theo dõi thêm. Hãy nhấn vào nút follow kênh để thường xuyên cập nhật những căn nhà giá rẻ hàng ngày từ kênh Sài Gòn House nha. Nhà giá rẻ Sài Gòn House chuyên cập nhật những căn nhà giá rẻ, những lô đất ngộp ngân hàng giá chỉ vài trăm triệu cũng có. Hãy đăng ký kênh, follow kênh để tránh bỏ lỡ những hàng hot, hàng hời sắp tới nha.